Xin chào các bạn và các anh chị, mình đang có mặt trên cây cầu Phú Mỹ ở quận 7. Đây là một cây cầu nối giữa quận 2 và quận 7. Thì các bạn chị thấy sau lưng mình đây, phía này là khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Và ở đây có cái cảng, cái cảng người ta bốc dỡ hàng hóa, và chúng ta đang gọi là xây dựng mấy khu khu chung cư. Thì cái cầu này rất là cao và lớn, thì có cái độ tĩnh không rất là cao. Mọi người thấy có cái hai cái mố cầu, hai cái trụ cầu có hình chữ H là biểu tượng ha, chữ H là Hồ Chí Minh. Và bây giờ mình quay ở đây để cho các bạn xem là cái khu vực cái cầu Phú Mỹ này. Hàng ngày xe lưu lượng qua đây rất là đông. Cái cầu đây hướng Nam cho nên là cái lưu lượng xe từ miền Tây đi qua cái cầu Phú Mỹ là để đi tới cái cảng cảng Cát Lái, và lượng xe container rất là nhiều. Thì từ miền Đông Nam Bộ hoặc là từ miền Trung, miền Bắc người ta đi qua cái cầu này để người ta đi về miền Tây. Cầu đây, cầu Phú Mỹ đây xây dựng vào năm 2006 và hoàn thành vào năm 2009. Cầu này thì được các kỹ sư người Đức rồi người Pháp thiết kế xây dựng. Cái vốn vay là của Nhật Bản. Ở đây mọi người thấy cái con sông phía trước đây là sông sông Sài Gòn, nó giao nhau với sông Đồng Nai. Và đây là cái ngã ba sông Sài Gòn và sông Đồng Nai. Có cái lưu lượng tàu thuyền chở hàng hóa cũng rất là nhiều. Đây là một nhánh là đi về hướng Đồng Nai, một nhánh là đi đi về hướng cái sông Xoài Rạp để đi Vũng Tàu, đi ra ngoài biển á. Đây mọi người thấy có cái cảng biển, người ta đang chở hàng hóa, đang cất hàng hóa ở đây. Còn phía xa là khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Hay là kéo cái xe. Cầu đây nổi tiếng là về kẹt xe vào những cái giờ cao điểm buổi sáng hoặc là buổi chiều á, thì cái lưu lượng xe tải rất là đông cho nên là xảy ra kẹt xe rất là nhiều. Bên nhánh bên này thì các bạn xem sẽ thấy rằng cái này là bên này là hướng quận 7 nè, rồi hướng quận 1. Mọi người thấy có cái tòa nhà Landmark 81 cao nhất Việt Nam hiện tại đó. Mình sẽ đi dọc cái con cái cây cầu này để quay một đoạn cho các bạn chị xem. Cây cầu này thì có kiến trúc giống với những cây cầu ở miền Tây Nam Bộ, với như cầu ở Vĩnh Long, cầu Mỹ Thuận nè, hay cầu Cần Thơ. Đây là cầu cây cầu có cái dây văn rất là lớn. Đây mọi người thấy cái đây là trên cái đỉnh cầu, và mình nhìn hướng ngược lại là xe tải, xe đồ rất là nhiều. Ta đi từ hướng này để người ta đi ra cảng Cát Lái, rồi đi về hướng miền Đông Nam Bộ, đi về hướng Đồng Nai, Bình Dương, đồng đi về hướng này.
vực này các bạn chị đang xem đây là cái địa bàn trên bên quận 2. Khi nãy mình đứng bên kia là quận 7, còn đây bên này là quận 2 rồi. Thì khu bên này thì nhìn chung thì còn còn hoang sơ, nhưng mà chừng theo mình nghĩ thì khoảng chừng 5 năm 10 năm nữa là cái quá trình xây dựng ở đây người ta cũng đã sẽ phủ kín ở đây. Đây là khu vực bên địa bàn quận 2 và mình sẽ đi ngược lại hướng bên quận 7. Thì các bạn thấy là khu vực này còn khá là hoang vu, nhưng mà người ta cũng đã rào là đã xây dựng những công trình là về khu dân cư rồi cái thứ sau này là bên này cũng sẽ là rất là sầm uất. Mình đi cái cầu này thì mỗi bên thì có 3 làn xe, 2 làn cho xe ô tô và 1 làn cho xe máy, 1 làn đi bộ nữa. Như vậy tính tổng ra là 4 làn cái cầu này. Lưu lượng xe ô tô đi qua cái cầu Phú Mỹ này rất là nhiều, dày đặc luôn, đặc biệt là xe tải. Đây là cây cầu dây văng mà lớn nhất ở Sài Gòn hiện tại, và bắc qua cái sông Sài Gòn này người ta làm cái độ tĩnh không rất là cao để cho tàu thuyền có thể vào cảng ở phía bên trong thành phố. Các bạn chỉ thấy cái cầu cái độ tĩnh không của cái cầu rất là cao. Bên đây thì mọi người có thể nhìn thấy cái khu cái dòng sông và khu bên quận 1. Có hai cái trụ tháp có hình chữ H, các bạn thấy là đây cũng là biểu tượng của cây cầu này. Đây là trên cái đỉnh cầu và các bạn có thể nhìn thấy khu vực bên đây là trung tâm quận 1 nè. Rồi đây có cái cảng, rồi cái xí nghiệp đóng tàu, cái lòng sông Sài Gòn đây. Trên cao thì các bạn có thể nhìn thấy những cái khu vực ở quận 7 nè.
các bạn chị có thể nhìn lại phía sau mình, đó là cái cầu và cầu dây văn rất là đẹp. Mọi người nhìn một lần nữa. Phía mình đang đi là cái phía hướng cầu đường dẫn, cái cầu phía dưới hướng quận 7. Và người ta có một cái đoạn đường cầu dẫn rất là dài về hướng Phú Mỹ Hưng. Đến đây mình xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn chị ở video sau. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video này.